Châu ơi, ta với Nguyễn Thiên làm bạn thấm thoát đã 3 năm. Ta thử nguyện quốc cày để Nguyễn Thiên đi học, dù có phải phong sương khó nhọc, không ngại ngần nhường nhịn cho anh. Gió lạnh đêm trường có đủ phần chăn, ngày giáp hạt vẫn có bát cơm thơm ấm bụng, giấy mực, bút nghiên, khăn áo đủ dùng. Kìa, Châu, mày muốn uống rượu phải không? Ôi giời, không uống được đâu Châu à. Đây là rượu chỉ dành cho anh Nguyễn Thiên, uống lấy hứng để học hành thôi. Không uống được đâu. Thôi Châu à, không uống được đâu. Anh ơi, cơm em nấu xong rồi, anh ra ăn đi rồi học tiếp. Hôm nay nhà mình có món gì vậy em? Dạ cũng chả có gì đâu, chỉ có mấy con cá em bắt hồi sáng, rán lên, ngon lắm, anh ra ăn đi. Ừ, ngon đấy. Dạ. Ôi, ngon quá. Anh ơi, rượu đây, anh uống đi. Ôi, anh thật là vô tâm. Em, ngồi xuống ăn cùng anh đi. Anh cứ ăn đi, còn em ăn. Ôi, bát cơm xẻ nửa. Chuyện này anh sẽ không bao giờ quên được. Anh ấm mi áp một nhà, huynh đệ ta thời ấm mi áp một nỉ nhà. Bát ni cơm xẻ nửa ơi ơi để quả cả chia đôi, thương em thì tôi lòng anh nghĩ những bồi hồi. Em mì tôi lòng anh những bồi nghĩ hồi. Anh ơi, anh đừng nên nghĩ ngợi nhiều, anh ăn đi còn lấy sức để học hành. Ừ, dạ. Anh cảm ơn em. Vâng, anh ăn đi. À, này em, có bài luận này hay lắm, em đọc thử xem sao. Kìa anh Thiên. Ủa? Anh Địa đâu mà để anh ngồi một mình ăn cơm thế này? Kìa Nụ đấy à. Nụ, Nụ vào đây với tôi. Nụ ngồi xuống đây. Nụ ơi, Nụ ăn với tôi bát cơm nhá. Không, em sang để gặp anh Địa có chút việc, rồi em về, em không ăn đâu ạ. Kìa Nụ, sao lúc nào Nụ cũng nhắc tới Trần Địa vậy? Nụ có biết không, từ ngày tôi về cái làng này, bao nhiêu lần tôi định bỏ làng ra đi, nhưng chỉ vì tôi yêu Nụ. Kìa. Cho nên tôi không thể nào bỏ làng này ra đi được Nụ ạ. À. Anh Thiên. Nụ ơi. Anh Thiên, anh đừng nói thế. Em và anh Trần Địa đã chót nặng tình với nhau rồi à? Sao? Cái thằng Trần Địa văn dốt vũ dát, mà sao đời nó lại may đến như vậy? Nụ ơi, Nụ có biết không, bao nhiêu đêm tôi không sao ngủ được, chỉ vì tôi nhớ Nụ. Nụ ơi. Kìa, anh đừng nói thế. Bấy lâu nhớ vùng ý thương ý thầm, Bao đêm nhớ nhung canh dài ước ao trao gửi mối tình lặng cấm. Yêu em thiệt tha nặng lòng anh thầm vùng, mà để bấy lâu ghi lòng. Em ơi hãy hiểu nỗi lòng. Đêm dài anh nghĩ vẫn chờ mong, em ơi hãy hiểu nỗi lòng. Đêm dài anh nghĩ vẫn chờ mong chia gian khổ, nguyện đi cùng, nguyện cùng so ni sắt thủy chung nụ. Kìa kìa anh Thiên, tôi yêu nụ, anh buông em ra, nụ phải lấy tôi, kìa, không thể lấy bằng miệng được. Anh đừng làm như thế, anh buông em ra, anh buông em ra. Cả cũng chỉ tại cái thằng Trần Địa. Để rồi xem lần này lên kinh ứng thí đỗ đạt làm quan, thưa hỏi mày có lấy được nụ hay không. Kìa anh ơi, có chuyện gì vậy? Ôi thương ơi, đời bất công ý, kẻ phú người bần sống làm lui một thân mà côi. Anh ơi, có chuyện gì anh nói ra đi. Sắp đến ngày lên kinh ứng thí, biết lấy gì làm lộ phí mà đi. Cảnh nhà ta cũng chẳng có gì, tiền học tiền ăn hàng ngày còn không đủ. Em, anh nghĩ kỹ rồi. Kìa anh, em, anh ơi, anh đi đâu thế này? Anh sẽ tìm đường trở về quê cũ. Không được, em ở lại. Vài năm nữa đi thi. Kìa anh ơi, không được đâu. Cứ để anh đi. Kìa, cứ để anh đi. Anh đi mà. Anh ơi, xin anh nhân nài xét suy người đi kẻ ghi bơi sao đành tình em đâu nỡ xa anh. Lòng anh giao y cắt ni không đành, thương nghi em vẫn ni vả. Vì anh một ni đời muốn cho em bớt khó khăn. Anh, em cứ để anh đi. Anh đi mà. Không được đâu anh. Anh đi. Anh ơi, anh đi đây. Anh đi đây. Anh ngồi xuống đây. Cứ để anh đi. Cứ để anh đi. Nghe em nói đã nào. Anh ơi, ta mới nói với nhau 3 năm về trước, anh phải là người sánh bước rồng mây, có phúc nhà có được công danh. Đến lúc đó em đi thi cũng chưa muộn. Vả lại ta đi thi phải vay phải mượn, cố gắng vài năm em sẽ trả xong. Nhưng tiền lộ phí có phải ít đâu. Rồi có tiền ăn, tiền ở, tiền dầu đèn hàng tháng. 500-600 quan, một lúc biết làm sao. Xóm giềng cũng như ta, chỉ có đến tiền xu. Nhiều như thế, vay đâu cho được. Anh ơi, hay là em gán ruộng, gán nhà cho cụ Tránh. Còn thiếu bao nhiêu, em sang đó làm công, làm thuê trả dần anh à. Ừ, em nghĩ thế cũng phải. Dạ, em sau này đỗ đạt làm quan, anh sẽ về bù đắp cho em. Dạ vâng ạ. Còn bây giờ, anh sẽ lên cụ Tránh, xem ý tứ, rồi tớ sẽ vào câu chuyện. Anh nhớ về sớm, ta cùng tính, cùng bàn. Anh đi nhá. Dạ vâng, anh đi ạ. Kìa Châu, có chuyện gì mày mừng vậy? Kìa, anh đi ạ. Ôi, con trâu này khôn quá anh nhỉ. Trả bù cho con chó nhà em, thấy em cho nó ăn bao nhiêu là giò chả, vậy mà nó hư lắm. Có hôm nó đập cả vào mặt thầy em nữa đấy. Nụ ơi, thế nụ sang tìm tôi có việc gì vậy? Hôm nay em sang, ngày mai em chả sang nhà anh nữa đâu. Sao? Anh Thiên anh ấy. Anh Nguyễn Thiên làm sao? Thôi, em chả nói nữa. Kìa, nụ. À, hôm qua em đi chợ phiên, em có mua cho anh một quyển sách quý. Hôm nay em mang sang để tặng anh đây này. Ôi, sách quý quá. Sách quý quá nên anh quên mất nụ rồi phải không? Nụ ơi, tôi vô tâm, cho tôi xin lỗi. Còn đây nữa, các sĩ tử khắp nơi người ta đang sửa soạn đi thi. Em biết anh nghèo lắm, em dành dụm được mấy xu, em biếu anh để anh chuẩn bị lên đường mà ứng thí nhá. Nụ ơi, tôi không đi thi đợt này đâu. Kìa, sao vậy anh? Tôi muốn anh Nguyễn Thiên đi thi cơ, nhưng nhà tôi nghèo lắm, không có tiền. Tôi định sang gán ruộng, gán nhà cho thầy U Nụ, còn thiếu bao nhiêu tôi sang đó làm công làm thuê trả nợ dần nụ à. Kìa, anh Địa, anh có biết người ta tốt với anh như thế nào không? Mà sao anh lại tốt với người ta như thế? Nụ ơi, mình cứ sống thiện, sống tốt. Dân gian có câu, ông trời có mắt. Mà em, nhưng em vẫn muốn anh đi thi khoa này cô. Nụ ơi, tôi xin nụ cho tôi được dành số tiền này cho anh Nguyễn Thiên đi thi. Còn tôi sống kiếp đơn côi, một tí đời thân làm lũi. Ý ơi, dám đi đâu kia thân châu. Tôi sầu tâm tôi canh thâu cánh nhà, một lúc đơn côi. Người ơi, nặng nghĩa đầy với ân nghĩa, hẹn lời vừa mới thấy ở đây mà cũng biết đi đâu mất rồi. Con nụ kìa, rồi ôi kìa, cô đây rồi. Để chú tôi đi đâu đi thế tìm này? Mãi đi tìm cô chứ còn đi đâu nữa. Thế chú tìm tôi có việc gì? Ông đang đi tìm cô đấy. Tôi chết. Thế bây giờ tôi phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào nữa? Trốn, trốn cái cửa sau. Nhanh lên, nhanh lên đi. Đi theo tôi. Đi đi, còn nhìn cái gì nữa. Anh, cả mày nữa. Đi, nhanh lên. Ôi giời ôi. Ôi giời ôi, rõ khổ. Cô nụ nhà tôi rõ đẹp người đẹp nết. Bao nhiêu trai tráng trong làng mê tít, chả mê anh nào. Lại đi mê ngay cái anh Trần Địa nghèo xác nghèo sơ. Ông tôi mà nhìn thấy cái cảnh này mà ông tôi cứ đánh cho dừ tử thôi. Mà mình đi đâu hết nhỉ? À, đi xiết nợ chứ còn đi đâu nữa. Ô hay, nhưng mà nó đã nợ đâu mà xiết. Ôi giời ôi dở rồi. Ô, tôi chết rồi, chó sủa, chó sủa. Cha nhà mày. Ông đến rồi, ông đến cha rồi. Mày. Này bà con ơi, chả hiểu sao ông này có thù hằn gì với chó. Đi đâu chó nó cũng sủa cái gì. Mẹ, cha nhà mày. Dạ. Mày đuổi ông à? Cha nhà mày. Cha cho mày. Cụ à. Đến nhà nó rồi à? Dạ vâng, cụ đang đứng ở nhà nó đấy còn gì nữa. À này này, dạ. Thế nhà nó có chó không? Ôi giời ơi cụ ơi. Cơm cho người ăn còn chả có, lấy đâu ra cơm cho chó nó ăn. Cha cho mày. Này, đi ra ngoài trông bà. Tí nữa có việc ông sẽ gọi vào. Dạ vâng ạ, con ra ngoài trông bà. Nhanh nhanh. Dạ vâng ạ. À, Địa ơi. Ôi trời ơi Địa ơi. Mẹ cha cho mày. Ôi trời ơi. Nuốt con mẹ vào chân nó phải chết. Ôi trời ơi. Chết rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Cụ ơi, cho con xin lỗi cụ Sang mà con không đón cụ được à. Trông nó ghê quá. Dạ, con mời cụ vào nhà. Úi dồi ôi, thôi, mang chõng ra đây ông ngồi. Chứ vào đấy sợ. Dạ vâng ạ. Sợ nó lắm. Nhanh lên. Ấy, khéo. Dạ con mời cụ ngồi ạ. Nghe thằng Thiên nó trình bày, cái việc vay nợ chỉ có mày là ông giúp thôi. Dạ, anh Thiên nói với cụ rồi ạ. Thế tình hình vay mượn bao nhiêu nói ông nghe. Dạ thưa cụ, chả là thế này ạ. Dạ, anh Thiên về kinh Ứng Thí, con định vay cụ 600 quan. Ôi dạ, chết, thế này chết ông mất, chết. Chết rồi, cụ có làm sao không ạ? Thôi được thì cũng tạm được, thôi được rồi. Nói tiếp. Tiền lãi định kỳ, đến hạn con xin giao. Còn tiền vốn, anh Thiên về, con xin trả nốt ạ. Ông biết ngay mà. Thay cho nhà mày định xóa ông như xóa làm sao được. Kia nữa thì vỡ mồm. Thôi được rồi. Cảnh nghèo khó, ông thương không tính lãi. Dạ. Nhưng mà vay gì, vay những 600 quan. Thằng Thiên nó hỏng thi. Lúc bây giờ ông biết đòi ai. Đừng có trách ông là xử ác. Phải trắng đen đồng tiền phân bạc. Không có thì thôi, chưa có vay mượn lẳng nhặng. Dạ, thế cụ định tính thế nào ạ? Còn tính thế nào nữa? Thằng Thiên lên kinh Ứng Thí. Dạ. Con ở nhà một mình làm gì cho tủi. Chi cho bằng. Gán ruộng, gán nhà cho ông. Sang đấy ở, thiếu bao nhiêu ông trừ vào tiền công hàng tháng có được không? Ôi trời ơi Địa ơi. Mẹ cha cho mày. Nuôi một quẹo vào chân cho mày chết đâu. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh vào đây. Vào đây. Sao hôm nay hư thế nhỉ? Nhìn đi ông thế này là mày sợ ngay. Địa ơi. Thôi rồi. Mày nhốt nó vào. Nhốt nó vào kia rồi ra đi nói chuyện tiếp với ông không có thì. Dạ vâng ạ. Sợ lắm. Đi vào đây. Rồi thầy trò mày sẽ chết với ông. Địa này. Dạ. Ông là ông tính thế này. Vườn ruộng nhà mày ông trả 400 quan. Thế còn 200 quan thì sang ở nhà ông để trừ dần vào tiền công hàng tháng có được không? Cụ ơi. Còn cái nhà của con. Úi dồi ôi, cái nhà mày. Nhà mày này bán chẳng ai mua. Ông phải mất công dỡ nó xuống và đốt cháy thành tro. Rắc ra vườn. Đỡ ruổi, đỡ muối chứ làm cái gì. Thế cụ ơi, con nghĩ con chỉ vay rồi con trả dần à? Úi giời, chết. Tao có phải là bố mày đâu, phải cưa đứt đục suốt. Tính tao là không có lằng nhằng. Thôi này, không có thì thôi, tính thế không được tao về. Kìa, cụ ơi, cụ giúp con với. Địa ơi. Ơ kìa, cụ ơi, cụ chưa về à? Ui, về làm sao được, đã sắm đâu mà về. Thế ông nói thế mày tính thế nào? Cụ tính thế, còn biết tính sao nữa à? Cô chẳng gì thế chứ. Thôi được, thức ơi là thức. Dạ con ơi à. Ôi ôi, xong hết cả rồi, bây giờ mày đưa bà vào đấy nhanh lên. Dạ vâng à. Bà ơi, bà vào trong này ạ. Nhanh lên bà ơi, bà buông tay ra, bà đừng nắm lên nắm lên. Tha nhau ra. Thế nào? Tính toán ra sao? Để tôi còn xuất tiền, xuất bạc. Còn tính thế nào nữa? Tôi trả nó 400 quan. Còn 200 quan sang ở với nhà mình để trừ dần vào tiền công hàng tháng có thế rồi. Cái lão tránh dục. Tiền của tôi không phải là vỏ. Để đấy là tôi tính với nó. Địa này, bà tính như này nhá. Dùng vườn nhà bay chỉ đáng 300 quan tiền. Dùng vườn nhà bay chỉ đáng 300 quan tiền. Còn 300 thì sang làm công trả nợ. Ý à thế là vừa tròn 600 quan. Nghi tình làng nghĩa xóm ta giúp nhau đi, giúp con nghĩ tình làng nghĩa xóm ta thương nhau đi. Còn như người khác thì ý à có mà thì là mà, có mà còn lâu quá. Ôi trời ơi ông bà ơi, ông bà có tham thì cũng tham nó vừa thôi. Ông bà mà tính thế, anh em nó lấy đâu tiền lên kinh mà ứng thí. Ai ôi. Không phải việc của mày, cút ra ngoài kia. Bà ơi, vậy thì vẫn thiếu tiền cho anh Thiên đi thi à? Ô hay, thiếu hay đủ, đấy là việc của anh em chúng mày, không phải là việc của vợ chồng bà. Không đồng ý chứ gì? Dục, đi về. Về. Nó không đồng ý, đi về. Cụ ơi, bà ơi. Thế nào? Chào. Điểm chỉ vào, nhanh lên. Thế là xong. Xuân thiên mai nhụy phố thanh bạch, hạ nhật hồng hóa đấu hào kỳ, cúc ngạo thu tình hương vạn lộc, tùng lăng đông tuyết ngọc thiên chi. Tâm có hanh thông thì thú chơi mới tao nhã, nhà vui vầy trẻ nhỏ mới nên thơ, chim thú trong nhà phải độc tôn quý hiếm, dị thảo kỳ hoa mộc thụ cổ lai y. Chết rồi. Cái đám cấy đâu rồi? Ra đây, ông Bảo đây. Ra ông Bảo. Con đây à? Ông Bảo thì con đấy à? Đứa nào trông hồng hào đỏ đắn gớm nhỉ? Này, băm bèo nấu cám chưa? Dạ xong rồi ông ạ. À tốt, cho chim của ông ăn chưa? Dạ cho ăn rồi. Cho nên ông này cho nghỉ cấy. Ôi trời ơi, được nghỉ cấy kìa, trời được nghỉ cấy ấy. Này, nghỉ cấy ở nhà giúp ông một việc. Việc gì ạ? Cái việc mà múa ấy mà. Múa hả? Ôi giời, múa chứ cứ cuốn mới cuộn mà không biết thì thế nào. Cuốn như thế nào á? Cuốn á, cuốn như ăn xong cái chiếu ấy, cuốn cuốn len, cuốn sợi, cuốn chỉ thế vân vân, tất cả các loại cuộn không biết này nhá. Ngày kia là ngày khao thượng thọ của ông. Vâng ạ. Khách cứ đến là cho ông nhiều tiền lắm. Nói tiền cứ sáng hết cả mắt rồi. Mà ông lại không có gì cho người ta xem, chỉ có múa thôi, đúng không? Cho nên là chúng mày ngồi xuống đây, ông dạy múa xong rồi ông cho tiền. Nhớ. Thôi được rồi, nào ngồi đây. Đấy nào. Múa xong có tiền. Nào. Tay phải đâu? Dạ đây ạ. Đó, nào. 1, 2, tay trái. 1, 2, ôi giời, thế mà lại dẻo ra phết đấy, đúng không? Thôi được rồi, được đấy. Này, bây giờ các con hát cái bài mà vẫn hát trên đình ấy. Cái bài gì hả? Cái bài mà ông con mình được giải nhất năm ngoái đi. Nhớ không? Chúng con nhớ rồi. Đấy, đúng không? Đấy, con ấy giỏi, nhớ giỏi thế này. Ông sẽ thưởng mày thêm tiền. Ông nhớ đấy nhá. Nhớ, nào, nhất, nhị, ích. Mừng tân khách đến nhà ý, gánh nghỉ đón đi. Chuyến đi trên trà thơm mừng tân đi. Khách đi thăm nhà, đi trong mừng nghỉ lão nhân già. Búp lớn đi thơm hương hoa, thò mãi đi tựa sơn hà. Đi hát mừng nghỉ cô y ca. Ôi mừng cho thóc đi lúa đi đầy nhà. Cháu đi chúc con mừng, mừng cho phúc đi đất đi họ. Trường xin chúc đi mừng bách niên dài lão đi. Tóc biển đất tiếng đi thơm, đi gia đình đi ấm đi em. Về quê xuân đi thiên, nước mía đi thăm đi miền. Đi gia đình đi ấm đi em. Ôi Được rồi. Cứ từ từ. Ngoài đồng vẫn còn cái đống rạ to lắm. Đúng dạ. Để làm gì ạ? Ôi giời, ông con mình ra đấy chơi cái trò mà mèo vờn chuột rồi ông cho tiền đấy. Trời, nhớ phải chơi. Nhớ đi, nhớ nào, đi nào. Vào đây, đi vào đây với U. Vào đây rồi U đòi lại công bằng cho con, xin đi vào đây. Ok à? Mẹ con nhà con đi đâu đấy? Chú Thức ơi, Hả? Chú Thức ơi, ông Tránh có nhà không hả chú? Không, ông không có nhà, thế có việc gì? Ôi trời ơi, chú ơi. Sao? Chú xem thế nào, đây tôi muốn. Nào, cái gì thì nói đi. Ông ấy, ông Tránh ấy, ông ấy hứa cho con tôi nào thì nhà, nào thì ruộng, nào thì bò. Ôi, chú bỏ mẹ rồi. Ôi chú ơi, đây chú nhìn này, bông nón bây giờ đã to bằng thế này rồi. Ôi trời, mà bây giờ nhà đâu cũng chẳng thấy, ruộng bò đâu cũng chẳng thấy. Thôi, bà lên đây tôi bảo. Này, bây giờ mà bà làm ầm cái việc này lên ý, lão Tránh lão đuổi mẹ con bà ra khỏi làng luôn. Ôi Kiều, ôi con xin U, mẹ thua à. Con ơi là con, Kiều U. Chú ơi, chú. Thôi, đừng lên. Tôi bảo nhá. Thôi, bây giờ mẹ con bà về đi. Tôi để tôi lựa xem lúc nào lão say rượu, tôi nói đỡ cho nhá. Bà mà làm ầm lên là nó đuổi bà luôn đấy. Chú giúp mẹ con tôi nhá. Thôi được rồi. Chú bảo mẹ con tôi nhá. Rồi, khổ lắm, đừng về đi. Về đi. Trời ơi, ngu chưa? Ôi là rồi, lao nghe lao ý, gió ngon gió ngọt cơ. Con ơi là con, khổ thật rồi. Kiều nghe ai chả nghe đi, nghe lời lão Tránh dục này, có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Lão này lão có tha ai bao giờ đâu chứ gì. Ôi giời ơi, mày đứng đây làm gì? Trông nhà. Tránh dục hâm thật đấy. Bao nhiêu chó trong nhà không để trông, còn trâu trong nhà bao giờ không? Có chuyện hay lắm. Có chuyện gì hả? Hả? Có chuyện gì? Nói đi. Không nói đâu. Ôi, Mày vừa bảo có chuyện hay lắm, tao định đi rồi mà bây giờ quay lại mày lại không nói. Mày có nói không? Mày không nói nhá, tao xẻo thịt mày ra mày chết bây giờ. Nói đi. Châu ơi, bà hỏi này, thế hay là cái lão tránh dục nó có tòm tem mấy đứa con gái nào ở làng này phải không? Ôi dồi ôi, thì nói đi, chuyện là thế nào nói đi. Cho gì ăn mới nói. Thôi được rồi, bà vừa nấu được mẻ rượu có bỗng ngon lắm, mang ra ăn rồi nói cho bà nghe, nghe chưa? Chờ đấy. Ôi trời ơi, con ăn để tớ ở nhà này đi đâu hết rồi, để bà bê này nặng quá. Đây, ăn đi rồi nói cho bà nghe. Ôi giời, mà ăn từ từ thôi, không có say đấy. Ôi giời, như chưa từng bao giờ được ăn ấy. Ôi giời, ăn từ từ thôi say. Ôi đấy, ôi giời bảo mà. Nó ăn hết cả cái chậu này thì làm gì mà nó không say cái chứ. Ôi giời ơi, bà đã bảo rồi, ăn thì ăn từ từ thôi. Ăn thì ăn dồn, ăn dọc thế làm gì mà không say ngã lăn chiêng thế thế này. Nào, nói cho bà nghe chuyện gì. Đỡ hộ cái. Mày nói cái gì? Đỡ hộ cái. Đỡ hộ à? Ôi dồi ôi, nó to thế này mà mình đỡ lên chắc là... ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, sư nhà mày. Được rồi, bây giờ mày nói đi, chuyện là thế nào? Chuyện là thế này. Nói nhanh lên. Ông tránh dầm dê, sức thì kiệt quệ, lại thấy con Huệ. Ngực nở mông cong, thắt đáy lưng ong. Làm ông say tít, hứa đào hẹn quýt. Con Huệ ưng liền, một phút lên tiên. Bụng phình to tướng, qua cơn sung sướng. Con Huệ bắt đền, dọa kiện quan trên. Bắt đền lão tránh. Bà ấy cầm liềm đi đâu thế nhỉ? Có trò hay xem rồi. Ôi giời ơi, fan này tránh dục đi ngủ với Jun rồi. Đời người được mấy giấc mơ. Không ăn cũng thiệt, không chơi cũng giả. Ôi dồi, còn văn mới trả thơ nữa. Ôi, mau mau khăn gói quả mướp cuốn xéo đi, chứ không là cụ chết với bà đấy. Ô hay nhỉ, nhà tao ở đây, tao đi đâu mà phải cuốn xéo. Ôi dồi ôi, không cuốn xéo à. Này cụ biết không, từ ngày cụ mang thằng Trần Địa về đây làm công trừ nợ, nó dắt theo cả con trâu của nó về. Đúng thế. Ôi dồi ôi, cái con trâu của nó tò mò tọc mạch lắm chuyện lắm. Nó nói tiếng người cứ vành vách đi. Trời, mày chả hiểu cái gì cả. Chả hiểu làm sao? Con vật nào ông nuôi cũng thế, như con chim mỏ cứng như mũi dùi. Ra cái hót nó leo lẻo ấy. Thế mới chết. Chết gì? Chết thế nào? Ôi dồi ôi, ông ơi, nó nói lắm chuyện lắm. Bao nhiêu chuyện nhà ông nó tông tốc nó kể hết ra rồi. Cái chuyện gì? Ôi dồi, nhưng mà con chả dám nói đâu. Ồ hay. Con mà nói ông vả con gãy răng. Không, hôm nay ông thoải mái chứ, ông cứ cho mày nói, cho nói. Ông cho con nói gì? Cho nói. Nhưng mà ông không được đánh con đâu nhá. Không đánh tí nào. Vâng, dạ bẩm ông, nó bảo thế này này. Từ ngày tao ve vẩy cái đuôi theo hầu cụ tránh, to nhỏ việc gì là tao cũng thính đôi tai. Cụ là người thâm hiểm gớm ghê, cho thuộc cấp làm càn rồi ngoảnh mặt làm ngơ như người ngoài cuộc. Chả có tuần chay nào cụ thiếu nước mắt, từ cái việc là nào là chuyện khai man tiền thuế, ăn cắp quỹ công điền, bớt xén quỹ hộ đê. Lũ súc vật chúng mày không bao giờ theo được lão tránh dục nhà tao. Thôi, đấy là con trâu nói. Cái giọng địa này không phải là con trâu, Mà giọng điệu này là của thằng Địa chứ không phải con trâu. Con trâu. Thế ôi trời ơi, ông ơi, ông còn nhớ cái vụ mà ông bắt con Huệ ở Đống Rơm ấy, nhớ không? Ôi giời, mày không hiểu gì cả. Hôm đấy là ông mất tiền thì ông kiểm tra thế thôi, mày cứ tưởng ông. Ôi giời ơi, ông kiểm tra gì, ông toàn làm thật thôi. Này ông ơi, có cả về nữa đấy. Ôi trời, đã có cả về à? Con đọc ông nghe nhá. Ừ, đọc nghe. À, lão tránh dâm dê sức thì kiệt quệ, lại thấy con Huệ ngực nở mông cong, thắt đáy lưng ong làm ông say tít. Hứa đào hẹn quýt, con Huệ ưng liền, một phút lên tiên bụng phình to tướng. Qua cơn sung sướng con Huệ bắt đền, dọa kiện quan trên bắt đền lão tránh. Thôi con trâu nói. Này. Nhưng mà nó nói thế bà nghe thấy gì chưa? Ôi rồi bà thì con chả biết, con nghe thấy không, nhưng mà bọn gia nhân nó biệt giáo cả rồi làm gì bà chả biết. Thôi chết ông rồi. Mày ra ngoài đồng, mày gọi thằng Địa về cho. Gọi Địa về đi. Nó đang cày quay rồi chứ. Thằng này, Địa ơi! Về ông Bảo. Dạ bẩm ông. Nó về rồi ông ạ. Cụ ơi, cụ cho gọi con ạ. Thế con trâu của mày đâu? Dạ, con cọc nó ngoài ngõ kìa. Cho nó vào đây. Cho nó vào. Dạ. Nhưng cụ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Tao không hiểu nó, chuyện nhà tao bao nhiêu chuyện gì nó không biết. Nó kể tọc bạch hết cả ra hàng xóm biết. Nên là làm sao? Mày cho nó vào đây. Cho nó vào. Úi giời, nó về kìa ông kìa. Nó còn cười này, úi giời này. Nó đấy. Dạ thưa cụ, nó đây ạ. Con kia. Úi giời ơi. Mày nói tiếng người tao nghe. Tham. Này. Nó bảo gì đây? Nó bảo mày tham. Tao tham. Tham cái gì? Tham cái gì mà tham hả? Dục. Tao có dục chúng mày đi đâu, vẫn đứng ở nhà dục đi đâu. Thế là nó hay ý nó nói thế nào nhỉ? Ý nó nói là ông dâm dê. Ui giời ơi, thức đâu. Dạ. Mày nhốt nó vào trong kia cho ông nhanh lên. Như này thì chết mất. Nhốt này. Tao. Không phải tránh dục nhá. Thôi bây giờ đi theo tao nhá. Này, thức rồi. Dạ. Mang vào nhốt xong mang muối ớt cho ông. Dạ vâng. Nhanh lên. Được ngay ạ. Này tao bảo này, vào trong buồng ấy có cái gì quý giá ấy, chết húc đổ xong rồi dẫm nát cho tao. Này. Dạ bẩm ông, muối ớt đây ạ. Rồi để đây. Dạ vâng ạ. Cụ ơi, con van cụ, con xin cụ đừng giết nó. Nó là cả cơ nghiệp nhà con đấy cụ. Rồi mày sẽ biết. Thằng Địa kia. Dạ. Mày mắc ba tội. Cái tội thứ nhất, mày không chịu đi cày. Ông ơi, nó vừa cày từ sáng vừa về đấy. Cày bao nhiêu? 1 sào. Úi giời ơi, sức dài vai rộng sinh lực tràn trề thế kia mà 1 sào. Tao ấy, ngày xưa tao còn cày 8 sào cơ. Chân tươi chân héo. Trời ơi, chân tươi chân héo mà đòi cày 8 sào. Còn cái tội thứ hai. Tội thứ hai tội gì? Mà không hiểu tại sao bỗng rượu nhà tao cứ vơi dần. Nghĩa là sao? Ông ơi, ngày ông nốc mấy chục chén thế làm gì mà chả hết. Dạ. Tốt đẹp phô ra, xấu xa đầy nãy. Mày con nói sự thật. Tội thứ ba. Ba là tội gì? Là mày không tắm rửa cho trâu, đi lại trong nhà tao vẩy lung tung, hôi hám thối bẩn thỉu lắm cơ. Ông cho phép con nói. Nói. Điều này con chứng kiến. Đúng. Chính mắt con trông thấy. Đúng. Mấy lần nó vẩy đầy phân vào mặt ông. Đúng. Cha mày. Ông đúng thế. Ông vẫn nói rồi cơ mà. Mày mắc 3 tội. Dạ. Ông Địa đánh mày. 3 hèo cho mày. Trời ơi. Ông lên đây con bảo. Thế ông đánh nó chết, ai đi cày cho ông? Rồi ôi. Tắc này tiếp vào thông minh thật. Thôi được rồi. Dạ. Mày trói nó vào chân sập cho ông. Dạ vâng, trói là nghề của con mà. Ôi cũng đừng trói con. Trói mày còn xin có tội. Đừng trói luôn. Ai ta này thức. Thức trói nó sao lại trói ông? Thôi chết rồi. Con nhầm. Rồi ôi, con nhầm ạ. Trói luôn vào. 3 ngày ăn bằng cái này, 3 ngày cũng uống bằng cái này. Thức đâu? Dạ. Lên đình mấy ông. Ôi rồi ôi, ông bắt con người ta ăn bằng ớt uống bằng muối thì sống làm sao được. Ông ơi, ông dã man chứ hả ông? Trời ơi, 3 ngày ăn bằng ớt uống bằng muối ư? Nhưng không sao, miễn là anh Nguyễn Thiên thi đỗ, là tôi mãn nguyện lắm rồi. Kìa, anh Địa, sao anh lại ngồi một mình ở đây? Nụ, ai cho anh thế này? Ai cho anh thế này? Nụ ơi, cụ phạt tôi, cụ trói tôi thế này đấy Nụ à. Cụ bắt tôi 3 ngày ăn bằng cái này, uống bằng cái này nữa đấy Nụ à. Trời ơi, thầy tôi bắt anh 3 ngày ăn bằng ớt, uống bằng nước muối ư? Nhưng sao thầy tôi lại làm như thế với anh? Cũng chỉ vì con trâu con chó nó nói chuyện với nhau mà chủ nó phải mang tội đi Nụ ạ. Không được, để em cởi trói cho anh. Nụ ơi, để em cởi trói cho anh. Không được đâu Nụ ơi, chỉ 10 ngày nữa thôi là tôi trả hết nợ. Cũng chỉ 10 ngày nữa thôi là anh Thiên Thi đỗ về làng. Lúc đó đời tôi hết khổ, đến lượt tôi đi thi. Nhưng có ngờ đâu, chỉ vì con trâu con chó nó nói chuyện với nhau mà đời tôi ra thế này đấy Nụ. Đời sao uy ngang nghi trái, kiếp cơ cực cái thân tôi. Cả đời tôi chẳng hại ai, cả đời sống trong lam lũi, sống đời cơ cực, mong sao được thoát kiếp thân cuối. Anh Địa ơi, để em cởi trói cho anh nhá. Kìa Nụ, Nụ. Anh Địa, thế anh còn nợ thầy của em bao nhiêu tiền nữa? Những 12 quan nữa cơ. 12 quan? Anh Địa ơi, em dành dụng được 15 quan, em đưa cho anh để anh trả nợ cho thầy của em nhá. Không được đâu Nụ à. Anh hãy đợi em. Kìa Nụ, Nụ. Đi ra đây, đi ra đây nhanh. Chỉ vì mày mà chủ mày mới phải khổ như thế đây. Anh Địa ơi, đây là 15 quan, anh cầm lấy mà trả nợ cho thầy u em nhá. Kìa Nụ ơi, tôi không lấy tiền của Nụ đâu. Kìa, tôi mà lấy tiền của Nụ, cụ đánh cô chết đấy. Hổ dữ không ăn thịt con. À phải rồi, thầy u em đang không có nhà. Hay là anh hãy trốn đi, anh hãy trốn đi. Còn số tiền này em nói là anh để lại để trả nợ cho thầy u em nhá. Đúng rồi, anh hãy nhanh đi đi, anh hãy nhanh đi đi. Nụ ơi, tôi xin ghi nhớ, tôi xin suốt đời tạc giả. Anh đi đi. Tôi đi nhá, tôi đi đây. Anh đi. Tôi đi đây, tôi đi đây. Loa Nguyễn Thiên thi đỗ được bổ làm quan, nay trở về làng vinh quy bái tổ. Mời bà con làng trên xóm dưới hãy đến sân nhà Tránh Dục để đón Phan Tân Khoa. Nguyễn Thiên thi đỗ được bổ làm quan, nay trở về làng vinh quy bái tổ. Này ông ơi, ôi, tôi tưởng là vinh quy bái tổ à, thì đó là đình làng chứ đó là nhà mình. Tôi sợ. Ui giời ơi, bà ấy mà không hiểu gì cả. Sao? Đó là nhà mình thì bà mới biết được cái uy của tôi và của bà chứ. Ông ơi, bà ơi, ông bà ơi, ôi giời ơi, ông bà ơi, về rồi. Về đâu rồi? Đến đâu rồi? Về đến đầu làng xóm dưới. Đón về, đón về. Nguyễn Thiên thi đỗ được bổ làm quan, Trở về làng ấy, lúc bấy giờ tôi bỏ ra 400 quan. Này, ai bảo là 400 quan? 600 quan. 600 quan bà con ạ. 600 bà ơi, ông bà ơi. Ông bà ơi. Về rồi. Về đồng ngõ rồi. Ra đó này. Ra. Lệ quan à. Xin kính chào bà con. Dạ. Chào nghĩa phụ. Nghĩa phụ sao vậy? Sao gọi tôi là nghĩa phụ đấy. Mời nghĩa phụ. Mời quan, Chúng mày đâu? Dạ. Thế tình hình cỗ bà làm đâu rồi con? Thế nào rồi? Đầy đủ cả rồi đấy à. Đọc ông nghe. Đọc lên. Châu bò gà lợn cá chết gà mà thịt ngỗng cùng là nêm cống chả thương thịt xiên rồi nướng giò lượn ninh măng rồi chứa đủ đầy 300 mâm cỗ. 300 mâm ạ. Dạ bẩm quan, mừng quan về chúng tôi làm 300 mâm cỗ được không ạ? Thưa nghĩa phụ, thế là đã quá đủ. Bay đâu bê cỗ. Từ tí ngã. Dạ, kính quan ạ. Mời quan ạ. Ai rồi. Nguyễn Thiên ta nay đã vinh quy, được sắc phong làm quan tri phủ huyện nhà. Bà con hãy lắng nghe lời ta phủ dụ đây. Quỳ. Bản quan sống một mình không có người thân, quanh năm sống với cảnh thanh bần đạm bạc. Với riêng ta không phải quà cáp nghe không. Không phải quà cáp nghe không. Quan cứ vẽ kính quan. Ôi kìa quan. Ôi trời. Anh Nguyễn Thiên. Thằng kia, ở đâu vào đây? Bước ngay. Bản quan vừa có lời phủ dụ trước muôn dân. Ta sống một mình không có người thân, quanh năm sống với cảnh thanh bần đạm bạc. Thế mà vừa được làm quan tứ xứ nhận anh em. Anh ơi, em Trần Địa đây mà. Nhớ hôm nào đôi ngà chia ly, em làm thuê anh khăn gói đi thi. Hay là do em tiều tụy gầy còm, anh không nhận ra, cho em là ngộ nhận. Em Trần Địa đây mà. Anh Nguyễn Thiên. Láo thật. Láo nhỉ. Má láo, dám gọi tên tục bản quan. Láo quá. Thôi được rồi, để ta mời ngươi một chén, rồi hãy lắng nghe lời ta nói đây. Nghèo hèn chẳng thấy tựa vinh ý, đến hồi phú quý 9.000. Anh nghĩ em. Anh ơi, uống đi rồi đi chỗ khác mà chơi. Dạ, mời nghĩa mẫu. Mời con ạ. Anh ơi, em có tội tình gì mà sao anh đối xử với em như thế này? Cậu Trần Địa ơi, người ta không quên gì cả đâu. Chỉ có cậu, cậu mới là người phải quên đi tất cả. Ôi, nghĩ mà thương cho cái sự đời, nghĩa tình bỗng chốc bạc như vôi, lời danh che khuất điều nhân nghĩa, thiên hạ nổi chìm cánh lá rơi. Không, tôi không tin là Nguyễn Thiên tệ bạc, nhưng rõ ràng nhìn tận mặt chứ đâu xa. Vì ai mất cửa mất nhà, vì ai bãi bể bỗng thành nương dâu, vì ai mưa nắng dãi dầu nghĩa kim lan đổi ra màu bất nhân. Bơ vơ đơn chiếc một thân, lang thang đói rách đôi chân rụng rời. Năm xưa vì nghĩa cứu người, bây giờ tôi lại như người năm xưa. Cậu Địa ơi. Anh Địa, anh hãy đứng lên. Anh hãy đứng lên, rồi anh hãy về đi. Gắng mà lo học hành cho bằng người anh nhé. Về đi, về đi. Cậu Địa ơi. Dạ, thưa bà con, xin mời bà con xuống nhà ngang dùng bữa. Tôi có đôi lời muốn thưa với quan Tân Tri huyện. Bà con xuống ăn uống đầy đủ no nê, rượu say hãy về nhá. Dạ thưa cha thưa mẹ, con có đôi lời muốn thưa với quan Tân Tri huyện. Ôi kìa con, phải việc của con đi sang người kia. Con cuộc đời sao bạc như vôi, ơi nghĩa nhân giờ đã quên rồi con. Bạc trắng như vôi. Trời ơi, con ơi là con, sao con ngu thế? Con ơi, Ôi kìa quan. Kìa quan. Quan. Quan ơi. Ôi kìa. Thưa nghĩa phụ. Gọi ông đấy. Thưa nghĩa mẫu. Gọi mẹ đấy. Thưa phu nhân. Con ơi sướng rồi. Chỉ có phu nhân của ta mới dám thốt lên được những lời như vậy. Cháy rồi. Ngay ngày mai ta sẽ mang lễ vật sang đây để cưới con gái ngươi về làm vợ. Nụ ơi, đã mấy mùa trăng rồi vắng bóng em. Cũng chỉ vì cha mẹ em ép gả em với quan Tân Tri huyện nên em đã bỏ nhà ra đi. Nhưng cũng có người nói rằng em gieo mình xuống dòng sông này tự vẫn để giữ trọn mối tình của chúng mình. Như thế là thế nào anh cũng không biết nữa. Nụ ơi, anh còn nợ em 15 quan tiền. Bây giờ anh có tiền rồi, anh biết trả ai đây? Dòng nước cuộn trôi, người mãi xa ơi rồi. Ôi đau đớn một trời thương nhớ. Con sóng xô bờ lòng ngần vơi, nhìn con sóng xô kỳ bờ trách trời sao nỡ phụ lòng người nghĩa ân. Sao vội ở xa để nước mặt lệ nhòa nát lòng người ta, để nước mặt nhạt nhòa chờ kẻ xa xiết ni kẻ thân nổi trôi tình nặng vì lái đồ ơi, hãy dừng đồ cho con được hỏi. Anh gọi tôi. Dạ, cụ ơi, cô gái dưới đò có phải là Nụ không? Tiếng hát vừa rồi có phải là của cô Nụ không ạ? Không phải, nó là con gái tôi. Kìa cụ ơi, con van cụ, con xin cụ đừng giấu con nữa. Kìa Châu, trời ơi, đúng là Nụ rồi. Nụ ơi, kìa Nụ. Nụ ơi, Nụ ơi, Nụ đi đâu? Sao không nói gì với tôi? Để tôi thương, tôi nhớ. Chả là thế này, cha mẹ cô ấy ép gả cô ấy cho quan tri huyện Nguyễn Thiên, nên cô ấy đã tìm đến bến sông này định tự vẫn. May mà hàng ngày già vẫn ngồi câu cá ở cái bến sông này, lựa lời khuyên giải. Cô ấy nghe ra và nhận già làm nghĩa phụ. Nay anh muốn rước cô ấy về, phải giả công cho già thật hậu hĩnh đó nghe. Già ơi, bây giờ con biết lấy gì để trả ơn già đây? Con sang với cậu ấy đi con. Ừ. Nụ ơi, ngay ngày mai tôi sang nhà Nụ, thưa với thầy U Nụ, đón Nụ về sống với tôi, có được không? Không được đâu. Chỉ khi nào anh đỗ đạt vinh quy thì thầy U em mới đồng ý. Anh Địa ơi, lại một kỳ thi nữa sắp tới. Em hy vọng rằng kỳ thi này anh sẽ đỗ đạt. Và rồi... Tôi không có tiền đâu Nụ à. Anh Địa ơi, em có đôi hoa tai bằng bạc, có vòng xuyến bằng vàng. Kìa Nụ, anh hãy cầm mà bán đi, cùng với 15 quan tiền, để làm lộ phí lên kinh ưng thi. Nụ ơi, tôi xin cảm ơn Nụ. Người đi thầm thầm quan hại, nhớ mong gửi lại dù xa vẫn đi gần ý. Xa xôi cách giới tình nhưng nhớ mong, thường đi nhớ trong lòng nặng sâu lẽ rơi. Giây phút ly biệt tâm nghi tình gửi chào cầm tay khôn nói nghẹn ngào. Xa nhau thấy nhớ những lời, những lời đã trao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lôi cổ cái lũ bắt tôm bắt cá trên khúc sông này vào đây cho ta. Tốt lên, đi vào. Nhanh lên. Tôi xin chú. Nhanh lên. Lạy quan ạ. Lạy quan, con xin quan ạ. Lạy quan ạ, con xin quan ạ. Lạy quan ơi, con xin quan ơi. Lạy quan, xin quan, lạy quan ạ. Chúng mày xin cái gì? Quan ơi, tao đã cấm chúng mày không được bắt tôm bắt cá trên khúc sông này. Ê, thế mà chúng mày vẫn làm là cớ làm sao thử? Quan ơi, con xin quan, con lạy quan ạ. Con xin quan, xin quan ạ. Cũng khá đấy. Lính dồn. Quan ơi, con lạy quan ạ. Con xin quan ạ. Con lạy quan ạ. Quan ơi, chú ơi, tôi xin chú ơi. Đây. Chú ơi. Xin chú. Mày đưa đây. Kìa, chú ơi. Chú ơi, tôi xin chú. Tôi xin chú ơi. Xin chú. Chú ơi, tôi xin chú. Dạ, tổ quan ạ. Con chép này ngon đấy. Dạ. Mang vào trong kia cho chó nó sơi. Dạ, chú ơi, xin quan ạ. Lạy quan ạ. Cút. Dạ. Bố lão ăn cắp à? Dạ bẩm quan, tôi Tránh Dục ngụ tại phủ này, hôm nay đến đây hầu quan đấy ạ. Ông Tránh à? Dạ. Ông vẫn khỏe chứ? Dạ vẫn khỏe. Thế đã tìm được con gái chưa? Dạ bẩm quan, chưa tìm thấy con gái tôi thì tôi phải đến đây dâng quà cho quan đấy ạ. Dâng quà? Dạ. Được. Dạ. Vào. Ông Tránh này. Dạ. Hôm nay ông định dâng ta quà gì vậy? Dạ bẩm quan là món quà quê hương đấy ạ. Quà quê à? Dạ. Thế được, đứng dậy ta xem. Tao xin chúng mày, quay lắm thế, ông trông hết cả mặt. Ông Tránh này. Dạ. Ông Tránh à? Dạ. Tránh à? Dạ. Ngay ngày mai tổng của ông phải nộp thuế gấp đôi nhỉ? Dạ bẩm quan, thế thì chết dân à. Chết sao được, làm ăn tốt thế còn gì nữa. Dạ bẩm quan à, tôi vẫn còn quà nữa để dâng lên quan đấy ạ. Lại quà? Dạ vâng ạ. Vào. Hát thật hay nhá. Đi vào, đi vào. Lệ đắm đắm mắt ni, thiếp đói nghèo dân biết kêu ai, hỏi trời cao có thôi chẳng nào, kêu với đất đất nào có thôi, tiếng hờn oan dân lành nung nấu. Kiếp ngựa châu tầm tôi nghĩ đêm thâu, thuế nặng siêu cao cơ cực nghĩ nghẹn ngào, đời sơ xác nghĩ đói nghèo ngơ. Soi làng nhận thói đời đen bạc nghĩ gian tham phần hèn tức tươi đành nghi ca. Giọng đẹp đấy, ngọt đấy, nhưng mà nhời buồn quá. Dạ buồn ạ. Thay ngay, thay ngay. Ừ, phải thay ngay. À, từ ngày ta về cái tổng này, làm bao nhiêu việc cho dân. À, dân nó chỉ nộp có mấy chục thứ thuế thôi. Ấy thế mà nó vẫn kéo nhỉ. Dạ bẩm quan, tôi dâng cô đào này cho quan để quan thưởng thức trong những đêm trăng sáng được không ạ? À? Thôi được. Ta nhắn. Dạ. Con trâu của thằng Trần Địa à? Hôm nay nó về đây, chắc là thằng Trần Địa thi trượt rồi. Ê này, ôi tao lạy mày, mày tha cho tao, tao lạy mày. Báu, mang con trâu này vào trong kia. Chiều à, tao xẻ thịt làm món trâu gác bếp nhỉ. Đi đi. Vào. Dạ. Ui, Quan ơi, Quan ơi, Quan ơi. Con là người thương cha, muốn đi qua khúc sông của nhà, đến đây để dâng quả cho quan đấy ạ. Lại quả. Dạ vâng ạ. Nhận quả mệt quá. Cho vào. Vào. Thảo dân xin có lời chào quan lớn. Có việc gì? Dạ thưa đại quan, thuyền của Thảo dân đã bị đại quan giữ mấy tuần nay. Chúng tôi đã có đầy đủ giấy thông quan. Xin đại quan hãy cho chúng tôi đi để kịp giao hàng cho khách ạ. Thế đã nộp đủ lộ phí chưa? Sao? Lộ phí à? Dạ, thưa đại quan, Thảo dân được biết, từ trước tới nay các thuyền buôn qua khúc sông này chưa bao giờ phải nộp lộ phí ạ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Không đủ 100 quan ấy thì còn lâu mới qua được khúc sông này nhá. À không phải ta lấy cho ta, mà ta lấy cho dân. Cho dân bớt khổ. Dân nhỉ. Vả lại, dinh thự của quan đây chưa xây xong. Muốn qua khúc sông này phải có 100 quan nộp ngay lập tức. Các người muốn ăn hối lộ à? Được. Người đâu mang vào. Các ngươi có biết vật gì đây không? Đức vua mang thuế, phải mang thuế. Quan ơi, Quan ơi, Quan ơi, Quan tha cho Quan ơi. Nguyễn Thiên tránh dục, nghe đây. Các ngươi là những kẻ gian tham độc ác, câu kết với nhau hại người không thương xót, khai man tiền thuế chiếm đoạt công điển, lại bớt xén quỹ hộ đê. Các người dám bẻ cong phép nước, ngăn sông cấm chợ, bóc lột dân lành. Những kẻ bất nghĩa bất nhân, phải chừng trị để làm gương cho kẻ khác. Tuyên bà Nguyễn Thiên ra xử chết. Thưa đại quan, kìa quan Tân Khoa Trần Địa. Xin kính chào quan Tân Khoa. Xin chào bà con. Em ơi cứu anh em. Thưa đại quan, Nguyễn Thiên tuy có tội nhưng chưa đến nỗi phải xử chém. Xin đại quan tha tội. Còn ông Tránh Dục tuổi đã cao, già yếu, xin đại quan nể mặt hạ quan mà tha cho ông ấy. Quan Tân Khoa Trần Địa quả là người sống có nhân có nghĩa. Lính đâu lột mũ áo Nguyễn Thiên, giam vào ngục tối. Chú lính ơi, em đi. Chú lính, chú ơi, em xin em. Quan lớn xét xử thật công minh ạ. Có phải không bà con? Rồi ơn quan lớn ạ. Lão còn một điều muốn xin quan lớn. Có chuyện gì? Nụ, lại đây con. Lão xin quan lớn tác thành cho con nuôi của lão là cô Nụ với quan Tân Khoa Trần Địa nên duyên chồng vợ. Họ đã nặng tình nặng nghĩa với nhau, có phải không bà con? Được, ta chấp thuận. Dạ đội ơn quan lớn. Đức vua quả là người có con mắt tinh anh, đã chọn quan Tân Khoa Trần Địa. Triều đình đang chọn người hiền tài để trừng trị lũ tham quan. Ta sẽ về tâu với đức vua, phong cho quan Tân Khoa Trần Địa làm quan tri phủ. Trong năm ghi tạng ơi chữ tâm lý, nhớ nhân là nhân phải, giữ chữ để chữ tình. Chữ Phật ly trời xa